Toàn xin chào anh chị em đến với kênh YouTube Nhà đất giá rẻ Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận giới thiệu nhà và đất chính chủ khu vực tỉnh Vĩnh Long. Và nhìn theo hướng camera này của Toàn á, thì anh chị em mình có thể là ra ngoài bến phà An Bình á, đây đó là 6 phút chạy xe nha, khoảng cách của nó là 2 km trở lại. Và hiện tại á, là Toàn đang đi trên con đường huyện 28 nha. Và cái địa chỉ của miếng đất ngày hôm nay á, là nó thuộc xã An Bình, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Cái miếng đất này theo Toàn á, thì Toàn cảm thấy nó rất là rẻ và ngon luôn anh chị em mình. Anh chị em mình coi á, tranh thủ coi được thì mua miếng đất này nhanh nhanh tay nha. Và cũng từ cầu Cần Thơ á, thì qua đây mất hết 1 giờ 14 phút chạy xe, khoảng cách nó chỉ có 36 km à. Tại vì nó phải qua bến phà á, nên nó phải thời gian nó dài một chút nha anh chị em. Cái vị trí mặt tiền của đất mình là ngay ngón tay Toàn nè ha. Nó thẳng qua gần tới bên cái dù xanh xanh đó anh chị em mình. Nói chung á, là cái mặt tiền đất của mình là được 29m lận nha. Và kênh YouTube Nhà đất giá rẻ Vĩnh Long Thanh Toàn anh chị em mình ngày nào cũng có đất có nhà đưa lên giới thiệu hết. Anh chị em mình có nhu cầu mua đất mua nhà ở khu vực Vĩnh Long á, thì vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn với nghe anh chị em. Bây giờ thì để Toàn quay camera vô đất cho anh chị em mình xem tổng quan của miếng đất mình nè. Đó, anh chị em mình nhìn trên đất á, trên camera là có nguyên bãi đất cát anh chị em thấy không? Là đất mà Toàn muốn giới thiệu. Nó qua cái nhà cấp 4 luôn, và cặp bên nhà cấp 4 là có một con đường nữa. Và bên đó là nó có thể hiện đường bên đó luôn nghe anh chị em mình. Và cuối đất của mình á là được 40m, nó nở hậu á nghe. Và cuối đất mình á là nó có con sông Chà Bá nữa. Anh chị em mình chịu khó theo Toàn quay ghép vòng vòng hết luôn cho anh chị em mình xem. Toàn nói miếng đất này rẻ là nó rẻ anh chị em mình. Cái miếng đất này á, chẳng qua là nó bị vướng lan can chân cầu thôi. Nó mà không vướng lan can chân cầu á, thì kêu 3,5 tỷ là chuyện bình thường, cũng có người mua nha. Tại vướng nên chủ nhà mới buộc phải bán rẻ thôi. Và tới đây là hết lan can chân cầu nè anh chị em mình. Và chủ có căm cột sạn với rào lưới 40 á. Đây là mặt tiền đất của mình. Ở trước này á, thì anh chị em mình có thể là bán tập quá, quán bia hay muốn bán gì cũng được hết trơn. Nói chung là rất thoải mái luôn. Tại vì nó lợi thế cái nữa là cặp hông mình á, là có con đường ta mới chạy ra đó. Thì anh chị em mình nói chung miếng đất này nó đẹp vô cùng, anh chị em mình không chê đâu được ha. Quan trọng là giá rất là tốt. Và cũng từ bến xe miền Tây á, anh chị em mình xuống tới miếng đất này á, thì nó mất hết là 3 giờ đồng hồ nha. Khoảng cách của nó là 112 km. Còn thành phố Bến Tre á, thì qua đây thì chỉ có 1 giờ 30 phút chạy xe thôi. Khoảng cách của nó là 57 km. Cái miếng đất này nó còn đẹp được có cái là nó lợi thế là con đường cặp hông này nè anh chị em mình. Con đường cặp hông này nhà nước cũng làm lộn nhựa 4m đó, nhưng mà thôi chừng nào làm 2 giờ bán giờ tính giờ anh chị em mình. Và ngay vị trí Toàn đứng nè, thẳng vô tới chân cầu là trên bằng phán của mình là nó thể hiện 26m nha. Và chủ đã lấn thêm 9m nữa rồi, qua khỏi chân cầu luôn là 35m. Nói chung miếng đất này á, là tổng diện tích của miếng đất này nằm trên bằng phán á, là chỉ được có 1.140m thôi. Và diện tích mà thật sự để sử dụng á, tại chủ lấn rồi mà, là được 1.540m. Nói chung là chủ đã lấn miếng đất này cho mình được thêm 400 mét nữa rồi. Và hiện tại là đất trồng cây lâu năm nghe anh chị em mình. Đất thì cao ráo hẳn hoi, và mua miếng đất này thì chủ tặng luôn căn nhà cấp 4. Và căn nhà cấp 4 này á là nó thuộc hướng đông nam nghe anh chị em. Và cái chủ cất cái căn nhà này diện tích nó cũng gọn thôi, có 63 mét vuông à, ngang 4m2, dài 15 mét nha. Để Toàn vào trong, Toàn vừa quay cái nhà, Toàn giới thiệu cái nhà cho anh chị em mình được biết luôn. Và cái nhà này á, thì chủ bán là cái đồ đạc là chủ nhà dọn theo nha anh chị em mình, chỉ tặng cái nhà chơi thôi nha. Và đây là cái phòng khách. Cái phòng khách của mình á, thì chủ đã dán gạch lên tới la phong hết luôn rồi nha anh chị em mình. Đồ đạc thì cũng không có nhiều đâu anh chị em mình. Chủ yếu là đất rẻ quá trời rồi, còn nữa cần gì đồ đạc gì. Tặng thêm căn nhà này chỉ dọn vô ở ngon lành nha. Nè thấy không, dán gạch lên tới nóc luôn. Ngôi nhà này á, thì chỉ tặng kèm theo thôi, nên Toàn cũng quay sơ sơ thôi, không cần phải quay kỹ đâu nha anh chị em. Và cái xuống đây thì chủ đã dán gạch lên 1m6 hẳn hồi trên rồi. Và cái nhà mình thì có một phòng ngủ. Thôi phòng ngủ thì bỏ đi, vô trọng quay khỉ gì trong đó. Tiếp tục cuộc hành trình nha anh chị em mình. Và cái miếng đất này á, chủ kêu bán với cái giá là 2.900.000.000 nha anh chị em mình. Giá này là giá không thương lượng nha, thủ tục chuyển nhượng gì đó là bên mua tự lo nghe, ổng chỉ qua ký tên thôi nha. Anh chị em mình có coi thiệt là kỹ video của Toàn đi, y chang như vậy đó. Coi được thì xuống quay ngang coi sơ lược cái nữa rồi xong mình tiến hành thủ tục chuyển nhượng nha anh chị em mình. Và đây là cái toilet thì nó chà bá lửa rồi, thôi bỏ luôn đi, không cần thiết lắm đâu, đất là được rồi. Anh chị em mình cứ chịu khó theo Toàn là sao, Toàn quay cái sông cho anh chị em mình xem luôn. Đó, nguyên miếng đất chà bá lửa này, tại vì ổng khúc sao này ổng có lấn ra nhiều lắm, lấn tới 400 mét được nhiều lắm anh chị em mình. Và anh chị em mình mua miếng đất này ăn ở lâu dài, càng lâu thì càng lấn được nhiều. Lấn nhiều rồi á, nhờ anh chị đi mấy anh địa chính á, xuống đo vi láp lại,
rồi bắt đầu mình làm bằng khoáng mới là ra một đống đất liền, lời ở càng lâu là càng lời, tại vì cù lao ông Bình này ai cũng lấn đất được nhiều trơn, tại nó cù lao nó bồi đất hoài anh chị em mình. Và cái vị trí đất của mình á, chủ lấn qua tới cái chân cầu luôn rồi đó anh chị em, đất mình á từ cái chân cầu đó ngang qua luôn, tại vì cái mặt sau này của mình á là nó được tới 40 mét lận, nhớ là miếng đất mình nở hậu nha anh chị em mình, nó dài qua tới bên cây dừa đen đen đó anh chị em mình là 40 mét nha. Và cuối đất mình thì có con sông, con rạch này thì nó khoảng chừng 20-30 mét gì đó anh chị em mình. Và khu này người ta cũng làm khu du lịch sinh thái, mấy cái tháng kia là coi như xuồng ghe đồ người ta chèo ngang đây, cái con rạch này rất là nhiều nha anh chị em, chờ tùm lum tá lả ngà hết trơn. Nói chung khu này khu du lịch sinh thái mà còn mở rộng nhiều lắm, và khu vực hôm đây là nó cũng lên thành phố nữa, bởi vậy miếng đất này mua ở lâu dài nó có giá trị lắm chứ không phải giỡn đâu. Và cái giá này hiện tại bây giờ nó đang là rẻ nhất của khu vực bên đây luôn rồi anh chị em. Để Toàn đứng cuối đất, Toàn quay tổng quan ra ngoài lộ cho anh chị em xem nè, nguyên miếng đất chà bá lửa vậy, ông chỉ kêu có là 2.9 tỷ thôi đó anh chị em mình, giá chốt nha, không có thương lượng nha. Chú với thím đã chốt cái giá đó là nhất định giá đó đó. Đó cái miếng đất ngày hôm nay nó là vậy đó anh chị em. Anh chị em mình quan tâm á thì coi thật là kỹ video của Toàn đi, rồi chốt cái giá đó được thì Toàn dẫn xuống xem đất, rồi xong mình tiến hành thủ tục chuyển nhượng thôi nha. Bây giờ thì Toàn xin chào, kính chúc anh chị em mình thật nhiều sức khỏe nha. Coi miếng đất này được mua giùm Toàn với anh chị em mình, đất này rẻ lắm rồi anh chị em mình ơi.